Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Bữa nay giới thiệu cho cả nhà một số mẫu tiền quốc tế, tiếp tục là quốc tế ha. Đây, giới thiệu từng tờ ha, từng tờ. Những cái mẫu này thì giá cũng hơi cao cao chút xíu. Cái video trước thì tao quay những cái mẫu rẻ rẻ thôi, những cái mẫu này thì nó hơi mắc nè. Rồi, đây, có một số tờ rẻ nha cả nhà, có một số tờ rất là rẻ luôn. Đây, gom lại một lần quay cho anh em từng tờ từng tờ cho anh em luôn. Đấy, cái mẫu này thì Tèo có quay bên cái kênh Tony Tèo Vlog rồi ha. Cái mẫu này anh em có thể xem ở trên kênh Tony Tèo Vlog. Đây là tiền quốc tế ha, tiền quốc tế. Rồi, tờ đầu tiên cái Ethiopia gì đó, nói chung là cái tờ này cũng rẻ. Đây, Ethiopia gì đó ha, 30k một tờ. Đây, mẫu này là 30 nè. Tiếp theo Sudan 70k 5 đồng ha, Sudan. Rồi, mẫu này là của Qatar, mẫu này thì rẻ nè, 30. Tiếp theo đến cái tờ Maldives 5 đồng, hình xoắn ốc. Mẫu này bằng polymer ha. Đây, có hình bóng đá luôn. Đó, 30.000. Rồi, tiếp đến là cái hàng 200 của cái nước Colombia 50.000. Bolivar 160.000, mệnh giá 20. Bolivar ha. Tờ này hơi cao. Rồi, tiếp theo là 100 của Argentina 160.000 luôn. 10 tỷ. Con này chỉ có 10 tỷ thôi. Tiền của Zimbabwe nè, tiền thiệt ha, chứ không phải tiền giả đâu cả nhà. Thì ở đây gồm có mệnh giá 10 nè, 20, 50, 10 tỷ, 20 tỷ và 50 tỷ. Rồi, mẫu này nè, 70.000 một tờ Zimbabwe ha. 20 đô, 50 đô, 70. Những cái mẫu này thì tờ này nó hơi bị mắc nè, 80. 50 tỷ, 50 tỷ này cũng mắc luôn, 90k. Đó, 70, 80, 90, 10 tỷ nè, 20 tỷ, 50 tỷ. Tiền này hết sử dụng rồi ha. Đấy, những cái bộ này là bộ thời còn lạm phát khá là cao, hiện tại là không còn sử dụng nữa. Tờ tiếp theo 90k. Này của Jordan, hay Jordan ha. Đây, có giá sẵn luôn, 90.000. Tác quan cũng khá là đẹp á, mẫu hàng của nó cũng khá là đẹp. 80.000 một tờ Indonesia, mẫu này là tiền xưa ha, 5.000. Tiền xưa ha. Mẫu này là năm 1992. 80k. 2.000 của Indo, 20.000 à. Rồi, tiếp đến là 10 ren của để Sudan hay gì nè. Hồi nãy là Sudan, còn này là cái gì ta? Cái nước gì quên tên rồi. Trung Phi hay cái gì quên mất tiêu rồi. 60.000 à. Rồi đến cái tờ 20 đô la Hồng Kông. Hồng Kông ha. 120.000. Đấy, Hồng Kông 120.000. Tiền thiệt á. Rồi, tờ này tới 130.000 luôn. Tờ này nó hơi bị mắc ha. Tờ mệnh giá 1.000, 2014. Này của nước nào không hiểu luôn. Quên mất tiêu luôn rồi. Có cái lá cờ nè. Quên tên này. Hết biết đường đọc. Thằng này là của Ai Cập, 70.000. Thấy pharaoh mấy cái tượng này là tờ này cũng 70 nè, Kuwait ha, 1/4 thôi. Kuwait. Những cái mẫu này là mệnh giá đắt nhất thế giới luôn. Một Kuwait của nó ra tới mấy chục ngàn tiền Việt Nam lận. 70-80 gì đó. Coi, Vanuatu 120. Mẫu này bằng polymer.
tiền của Vanatu, Ai Cập 40 polymer luôn, Sudan 20k, South Sudan, thằng này là như Bắc Sudan hay sao, Bắc hay là Nam ta, Bắc quá, South Sudan. Rồi tiếp đến là Oman cũng 20 luôn, Nicaragua, mẫu này hơi bị mắc chút xíu ha, Nicaragua. Đây, mẫu này cũng bằng polymer luôn nha cả nhà, 30. Guatemala, cái này cũng bằng polymer luôn, 50. Guinea hả, tờ này thì bằng polymer luôn nha cả nhà. Đây, 2 đồng, 50.000. 5 đồng Solomon Island, bằng polymer luôn, tờ này 100. Paraguay 50, bằng polymer luôn, tờ này thì 80, hình con chuột. Tom Pin gì nè, không biết cái nước gì luôn, hình con chuột. Nó nằm trong cái bộ 12 con giáp ha. Nga, tiền này từ tiền lưu niệm FIFA World Cup 2018, Nga phát hành ha, bằng polymer, tiền thiệt chứ không phải tiền giả đâu người nha, có bao vàng khá là đẹp luôn. Sierra Leone 200.000 tờ lận, tờ này cũng còn khá là đẹp, hình như còn đúng một tờ duy nhất. Đây bảo an của nó nè, mặt bên đây cũng có bảo an luôn, hình này khá là đẹp ha. Tờ này đợt trước hình như lấy có 2 tờ thôi, 200.000 thì nó hơi bị chua. Wanda 5.500, Wanda gì nè, Wounded Fan, 500 fan của Wanda ha, 60.000. Này bằng cụ tông. Jamaica 120.000, bằng polymer ha, polymer nó có mấy cái hình ở bên đây nè, $100, 100 đô la nè. Đấy, Jamaica 120. Rồi tiếp theo là Haiti. Haiti này nó mới cũng rẻ cả nhà, có 20.000 thôi. Haiti ha, ta kêu bằng Haiti, Haiti gì đó, đọc cho nó gọn thôi. Tờ này bằng polymer nè, cái tờ này là cái nước gì ta, Barbados 120.000. Mẫu này là hình đứng ha, mặt bên đây là hình đứng luôn, $2 đấy, 120.000. Yemen này cũng rẻ cả nhà, bằng cụ tông không phải là bằng polymer đâu. Yemen này có 20 thôi. Cook Island mẫu $3, 150.000, mẫu này bằng polymer ha, Cook Island. Rồi Campuchia 30.000, 30.000 của Campuchia á, chứ không phải là tiền Việt Nam ha, tiền Việt Nam nó tới 250.000 một tờ, 30.000 tiền Campuchia, đổi ra 250 Việt Nam. Mẫu này là tiền kỷ niệm chứ không phải tiền đang sử dụng ha, nhưng mà vẫn có sử dụng được ha, rất là đẹp luôn, 30.000 thấy 250.000 một tờ, $2 19 76 180.000 một tờ, $2 76 ha. Tiếp đến là của 10.000 hình con rắn, anh em tụi rắn thì mua cái tờ này cũng được, 80.000, tờ này bằng polymer ha, tờ này của $2, mẫu kỷ niệm 40 năm gì nè, khá đẹp. Này hình con rùa, mẫu đen bằng polymer ha, 140.000 một tờ lận ha. Caribe, cái tiền này là của Caribe cả nhà, hình con rùa, mặt sau có cá rùa nè, $2. Đấy, rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em luôn, mẫu long lăng quy phụng, tiền thiệt ha, tờ cặp này là của Hutan nè, 30.000 một cặp,
Rồi tiếp theo tờ này 20.000 một tờ. Rồi đến tờ này 40.000 một tờ. 4 tờ 80.000. Đấy. Con rùa Brazil ha. Cái tờ này hình như 60 chứ. Con rùa 60.000 một tờ. Con rùa ha, Brazil. Một bộ như thế này là 80.000. Riêng cái con rùa là nó đắt nhất ở trong bộ nha cả nhà. Những cái mẫu này. Cái mẫu này ráp ví dụ 3 tờ như thế này nè, tầm khoảng 30-40 ngàn. 3 tờ 40 mà 2 tờ 30. Đấy, thấy 3 tờ 40. Rồi, tờ này 60. Một bộ 4 tờ long lăng quy phụng luôn ha. 80.000. Rồi tiếp đến con dê. Con dê này video trước Tèo đã có quay rồi ha. 40k một tờ. Con heo Pampua, những cái mẫu này thì hơi bị cũ chút xíu rồi. 20. Chứ mẫu mới như là 40-50 ngàn một tờ á. Rồi tiếp đến là con chó. Ai tuổi con chó thì lấy tuổi tận chó cũng được. Đây, 30. Con khỉ 20. Trâu 20. Hổ 20. Mèo 20. Ngựa 20. Rồng 20. Gà 90.000. Gà là 90.000 ha. Australia, mẫu này là tiền lưu niệm luôn. Đây, tiền lưu niệm ha. Mẫu này là năm phát hành là 5 con gà. 2010 mấy á, là cái 5 con gà. Cho nên cái tờ này nó hơi bị mắc. $2. Australia ha. 90.000 một tờ. Anh em là tuổi nào? Tiền thiệt nha cả nhà, chứ không phải tiền giả đâu. Những cái mẫu này là tiền lưu niệm nè. Nó y chang cái tờ 100 rúp Nga mà mẫu lưu niệm 2018. Ở Việt Nam mình thì cũng có một số mẫu tiền lưu niệm như những cái mẫu này. 100 đồng nè, lưu niệm. Đấy, 100 đồng lưu niệm ta bán tới 120 lần. Tại vì nó kèm phơi của ngân hàng hết luôn ha. Đó, một cái combo khi một tờ tiền để ở trong nữa. Cái mẫu này tiền đều đã lấy ra rồi. Rồi, anh em nào đặt, chụp màn hình lại, nhắn qua Zalo giúp Tèo. Xin chào tạm biệt anh em nha.